trọng giới thiệu kheo vật tiếp theo trong khuôn khổ đều thuộc. Bên trái trọng tài, bê tân của Vĩnh Phúc thắng nhất kheo. Bên phải trọng tài, bê giáp của Đồng Tân xin theo. Hàng đô dưới sự điều khiển trọng tài giới Dương Văn Chính. Trọng tài chống Hoàng Văn Dương, bao số xe lại. Bài đô an của sân nhà cài quần áo xuống sới mặc trong hụt quật gặp Đô Trình Hùng Sơn. Đô Trình Hùng Sơn đã thắng nhất kèo. Đô An sân nhà. Các trọng tài bị hai đội thi đấu trận đấu bắt đầu. Chúng ta đang theo dõi trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ đấu trường giữa Đô Tân của Vĩnh Phúc, Mai Đỏ thắng nhất kèo gặp Đô Giáp của Đồng Tân xin theo. Hai đội tiếp tục có giới thiệu. Thế xong rồi, ban tổ chức xin trao một mèo thường cho Đô Tân. Cho Đô Tân của Vĩnh Phúc. Mời đồng chí Chính. Mời đồng chí Chính mời Đô Tân giữa sới nhặt mèo thường của ban tổ chức. Theo quy định của ban tổ chức là mèo thường chúng tôi sẽ trao 50.000. Vâng, xin được chúc mừng Đô Tân.